Xin chào quý vị và các bạn nhé. Hôm nay tôi xử lý tắc ở một cái này và cùng cấy lốc luôn nhé. Hôm nay thì làm luôn bởi vì có một cái chúng ta nên xử lý cái này, chúng ta vặn ra này. Rồi, cái này chúng ta vặn ra, còn cái này chúng ta cắt các bạn nhé, bởi vì ở bên này là dàn nóng cho nên dàn nóng của chúng tôi thể thay dàn này. Bây giờ này nhé, 10 cộng 10 10 non nhé. Bây giờ chúng tôi sẽ cắt cái này. Bên này là nóng nên là tôi cắt, bởi vì cái dàn này là bị thủng nên chúng ta phải tiến hành cắt ngay, cắt thì chúng ta chỉ cần trừ bên lạnh này thôi, từ bên rồi chúng ta cắt bên dàn nóng nhé, còn bên dàn lạnh chúng ta để lại và xử lý tắc ẩm, tắc ẩm một xíu để mà sau này chúng ta phải gắn cái này sang đây. Đây, đây. Đấy, ở đây đến đây là dàn lạnh nhé, còn dàn nóng tới cái phin này nhé, đầu phin này nhé, con này chúng ta sẽ thay phin này nhé. Đây, bây giờ tôi thể hàn và xử lý cái tắc ẩm của nó đi các bạn nhé. Còn bây giờ tôi hàn để xử lý cái tắc ẩm của nó nhé, thì chúng ta sẽ tiến hành hàn. Rồi, như vậy bây giờ chúng ta sẽ hàn đầu này và đẩy ra đầu này nhé. Tức đầu này bắt đầu hết dàn nóng, hết cái dàn nóng này là tới đây qua pin qua cái này và đẩy xuống xuống lốc là qua dàn lạnh này xuống đây. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành lấy đây, tôi dùng lốc đây, lốc đẩy nhé. Bây giờ tôi dùng lốc bên này đợi đây, lốc của nó luôn nha. Hồi nào tôi thay cho lốc này của nó luôn, chúng ta sẽ dùng đợi ở đây luôn. Đây các bạn nhé, đây của lốc nhé, đây đầu lốc để vào đầu cọp này nhé. Đây đây đây, qua đầu cọp này, đầu cọp này và cho nó khí xì ra đây. Thì bây giờ chúng ta sẽ cầm lốc khi nào. Đây khi nào ngay xi ở đây thì được. Đây nha. Đấy nhá, bây giờ đấy tôi đang xử lý tắc ẩm đây. Đây tôi đẩy hơi vào và dùng cái dầu này nhá, dầu này tôi bỏ đây, dầu này tức là cái này cồn nhá, cồn vào đây và chúng ta đang đẩy vào đây. Đây nó có giò dầu ra này, đấy chúng ta xử lý cái này. Rồi như vậy là trơn tru nhé, chúng ta tắt tắt máy nhé, tắt rồi. Bây giờ dàn nóng đã bị hỏng nhé, chúng ta cấy dàn nóng nhé, ta tiếp tục cấy dàn nóng nhé. Chúng ta dùng dàn nóng này nhé, dàn sắt này, cấy dàn sắt vào.
Đấy, như vậy chúng ta lại có cái dàn nóng vào đằng sau. Như vậy chúng ta sẽ tiến hành xử lý dàn này. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ thay lốc này vào nhá. Thay lốc vào. Không biết vít ở đâu đâu, để tao tìm cái vít của dàn nóng ạ. Tôi vặn hai bên hai chiếc này nhé. Cái này phải ba cái. Thôi được. Đây các bạn nhé, đây hoàn đồng với sắt nhé. Hoàn cái này thì cần một ít hoàn the này. Cái này để lâu ngày hoàn the của nó, cái đầu nó trong. Nhưng bây giờ để lâu ngày nó bị, tức là mình để ra ngoài mình buộc việc lại thực tế thì nó không như thế này. Nhưng mà do ra không khí thì nó là bị nát thế này. Đấy, thì chúng ta hoàn tạm thôi. Chúng ta giữ cái này khi nào hoàn hoàn oxy này, hoàn cái loại hoàn the này thì phải cho ấy nhá, trừ việc cho nó khỏi bị ngậm không khí nhá, buộc việc chặt rồi và nó để được lâu nhá, chứ đừng để trượt rơi trượt đất như thế này, nó bị ngậm vào và bị trắng như thế này, cái đầu nó trong đấy nhá. Chúng ta thể tiến hành hoàn nhé. Hàn cái này cần phải cho thấy các bạn nhé, quay hàn đâu, quay hàn của nó đây này, hàn hàn bằng 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 ấy nhá, bằng quay này, quay hàn sắt nhá. Đấy, chúng ta gia công vậy rồi, cái này thì còn ạ, thì tôi sẽ bẻ này. Đấy, gia công về phần sắt nhiều hơn nhá. Đây, chúng ta châm cái này vào này. Đấy, chúng ta cho hàn the vào nhé. Như vậy các bạn nhé, hàn xong rồi đấy, hàn sắt và đồng thường rồi khó nhá, còn hàn đồng với đồng thì dễ, hàn sắt với đồng khó, còn hàn hàn nhôm đồng với nhôm là còn khó hơn, còn hàn nguyên nhôm là còn khó hơn nữa, hàn nhôm là khó nhất trong mọi thứ cái hàn, nhưng mà tùy theo người đấy, cái đó thì tùy theo cụ thể như thế nào thì mọi người đều có. Đây, chúng ta phải cắt ngang này nhé và bỏ phin lọc vào nhé. Bây giờ tôi thay lốc này, thay lốc mới cho nó này, còn phin đây. Chúng ta thay phin lọc và cân cọp nhé.
đang còn nóng các bạn. Đây các bạn nhé, ở đây là phin nhé, ở đây từ đây này tôi thay từ dàn dàn nóng này, dàn nóng tức là dàn sắt ở trong cái bị hỏng á, bị thùng bên trong dàn nóng mà chúng ta thường nằm ở hai bên này, bên này bên này rờ nóng này, tức là bây giờ chúng ta phải thay bằng cái dàn nóng này. Đấy, cái dàn dàn ở trong ấy bị thùng cho nên chúng ta thay dàn đấy. Đấy, nó về đến đây, nó chạy từ bên bên lốc này, tức là đường đi của nó chạy đây và nó chạy lên đây và chạy đây và nó về đường này, qua pin nhé, pin lọc nhé, rồi qua cọp nhé, qua cọp này, gò, tức là đường gò nó đi qua cọp này và nó lên trên dàn lạnh ở bên trước, dàn lạnh rồi là chúng ta sẽ ấy sau, dàn lạnh và nó sẽ chạy về đường này và nó về ở đây, tức là nó kín mạch của một quy trình của nó, thì nó lại cứ tiếp tục như vậy. Còn đây là hồ là tôi cân cọp nhá, cân cọp tầm từ thường thường cân cọp là từ 180 đến đến 230, có người cân từ 230 đến 250 tùy, nói chung cụ thể tôi thích thích từ 180 đến 230 để tôi cân trong khoảng ấy. Còn đây là cái để nạp ga nhá, thường cái này thì nó hồi này chúng ta sẽ hút chân không và nạp ga vào đây. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành thử thông nhé, hàn thông nhé, và chúng ta sẽ gặp máy nhé. Nó chạy đây, nó bịt lại đằng này thì nó phải chạy ở đằng này, đây này, đây đây nó đang chạy đây này. Và tôi sẽ tiến hành vặn cái này lại, ở đâu có cái đây nhá, cái này tôi sẽ vặn đầu này lại để cho nó tụt xuống ở bên dưới này nhá, có được khí có thông nhá. Bây giờ có thể xuống như này được không? Đấy. Đấy, các bạn thấy không? Ở bên dưới này là nó đã thông xuống bên dưới này nhá, coi như là cứng nhá. Đấy, các bạn thấy không, nó thật thông. Thì như vậy thì chúng ta phải cân cọp, ta cân cọp nếu mà không thiếu thì ta ấy vào, thiếu thì ta thêm cọp vào, mà thừa thì chúng ta lại cắt cọp lại. Như vậy chúng ta phải cân cọp các bạn nhé. Đấy nhá, ở đây là tôi cân từ 180 cho đến 200, 230 nhá, 250 đây, 230 ở đây, thì chúng ta thể tiến hành cân cọp. Cân cọp thì ở đây nhá, thường thường ở đây qua đây thì nó cái cọp này nó dự này, nó dự được, nói chung nó đầy ra thì qua cọp này được bao nhiêu, nếu mà thiếu chúng ta thể cân vào, chúng ta thử nhé. Tôi cân cọp ở 220 nhá, cho nó khoảng tầm tầm vào 220 đi. Quên tôi vặn ra để tôi xả nó. Chưa được 200 các bạn nhé, chúng ta phải thêm khoảng độ khoảng 50 phân nữa, 50 phân của cọp này nữa thì cái đó mới đủ được. Đấy, như vậy chúng ta phải cân đến khoảng tầm tầm nằm ở đằng sau này, thằng vạch chuồng vạch thứ hai này, thì chúng ta thể hàn thêm vào cái này. Đấy, chúng ta sẽ tắt máy nhé, rồi chúng ta hàn thêm nhé.